Trung Quốc được cho là đang mở rộng hai căn cứ quân sự chỉ cách Đài Bắc 7 phút bay, đặt ra mối đe dọa cấp bách đối với Đài Loan. Trước sức ép ngày càng gia tăng, hòn đảo này không muốn mình trở thành một con nhím dễ xơi. Tờ Forbes mới đây đã nói về khả năng của Đài Loan trong việc đánh chìm hạm đội tàu tấn công của Trung Quốc, nhưng cần một số yếu tố thiết yếu, đó là gì? Ngọc Mai rất vui khi được gặp lại quý vị ở Điểm tin quốc tế. Hãy cùng theo dõi điểm nóng của FBNC hôm nay để cùng tìm hiểu về khả năng của Đài Loan trong việc đánh bại Trung Quốc nếu chiến tranh đổ ra giữa eo biển Đài Loan. Còn bây giờ sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, The Globe and Mail hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Canada Jody Thomas cảnh báo rằng Trung Quốc là mối đe dọa gia tăng ở Bắc Cực vì tính phạm ăn tài nguyên thiên nhiên. Theo đó, Bắc Kinh đang chú ý đến khu vực hành lang Tây Bắc của Canada vì băng tan mở ra các tuyến đường biển ở Bắc Cực, thuận lợi đối với hoạt động tàu thuyền và khai thác tài nguyên như hải sản, dầu khí và các khoáng sản quan trọng. Liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung, sau khi đô đốc Mỹ Philip Scott Davidson cảnh báo Trung Quốc sẽ nuốt trọn Đài Loan trong vòng 6 năm nữa. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng mỉa mai Mỹ đang cường điệu hóa mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc và nói đây là cái cớ để Mỹ tìm cách tăng ngân sách quân sự, mở rộng lực lượng và can thiệp vào các vấn đề khu vực. Trong khi đó, Hải quân Mỹ vừa thông báo đã điều tàu khu trục USS John Finn đi ngang qua eo biển Đài Loan trong ngày 10 tháng 3 nhằm thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Hải quân Mỹ còn công bố hình ảnh và video cho thấy trực thăng thủy quân lục chiến MH-60R cất cánh từ bãi đáp của tàu khu trục trong thời gian di chuyển trên eo biển Đài Loan. Trước đó, Hải quân Mỹ cũng hai lần điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan trong tháng 2. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc gặp đầu tiên trong tuần tới với các quan chức Trung Quốc. Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì tại thành phố Anchorage của bang Alaska vào ngày 18 tháng 3. Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, trong năm 2021, có thể họ sẽ phóng 4 tên lửa đẩy mang vệ tinh lên quỹ đạo từ mặt biển. Tên lửa được dùng là Trường Chinh 11 với nhiên liệu rắn. Tính đến nay, dòng Trường Chinh 11 đã mang theo tổng cộng hơn 50 vệ tinh Trung Quốc vào quỹ đạo. Trong khi đó, Trung Quốc vừa đưa vào biên chế là khu trục hạm tàng hình thứ 2 thuộc lớp Tip 055 tên là Lhasa, có thể mang hơn 100 tên lửa các loại. Tàu lớp Tip 055 có lượng giãn nước tối đa 13.000 tấn, là tàu khu trục lớn nhất châu Á và thứ 2 thế giới, chỉ sau lớp tàu Zhongguan của Mỹ. Quý vị thân mến, một nhà điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết các cường quốc thế giới phải chịu trách nhiệm vì đã bỏ qua những tội ác chống loài người mà Triều Tiên được cho là vẫn còn tiến hành trong bối cảnh nước này tập trung vào chương trình hạt nhân. Ông Thomas O.J. Quintana bày tỏ lo ngại trước các báo cáo về các hình phạt nghiêm khắc được áp dụng vì vi phạm lệnh cách ly xã hội, bao gồm các lệnh bắn ngay lập tức bất kỳ ai cố gắng vượt biên. Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố cho biết họ liệt ông Pearson và bà Khintri Thetmon, hai người con của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing và 6 công ty của gia đình thống tướng này vào danh sách đen. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo chính quyền Washington có thể áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có Trung Quốc và Mỹ, mới đây ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa, bao gồm cả phụ nữ, thanh niên và trẻ em. Nhóm này cũng kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar kiềm chế tối đa các hành động bạo lực nhắm vào dân thường. Chuyển sang một số thông tin nổi bật khác, hôm 10 tháng 3, cảnh sát Đức cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông sau khi người này tìm cách đốt đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin vào lúc sáng sớm. Theo cảnh sát, nghi phạm được cho là đã ném các thiết bị gây cháy qua tường của khuôn viên đại sứ quán vào lúc 6 giờ sáng ngày 10 tháng 3. Hôm nay, Nhật Bản tưởng niệm gần 20.000 nạn nhân thiệt mạng hoặc mất tích trong trận động đất và sóng thần 10 năm trước từng tàn phá nhiều thị trấn, gây ra thảm họa hạt nhân ở tỉnh Fukushima. Những đợt sóng khổng lồ do trận động đất 9 độ Richter gây ra đã ập vào bờ biển phía đông bắc Nhật Bản, làm tê liệt nhà máy điện Fukushima Daiichi, buộc hơn 160.000 cư dân phải tháo chạy vì rò rỉ phóng xạ trong không khí. Được biết, chính phủ Nhật Bản đã chi khoảng 300 tỷ đô la Mỹ để tái thiết khu vực bị sóng thần tàn phá. Quý vị thân mến, tại Indonesia, chiếc xe buýt chở 66 hành khách bao gồm học sinh và phụ huynh vào tối ngày 10 tháng 3 đã lao xuống một khe núi sâu 20m trên đảo Java của Indonesia, làm chết 27 người bao gồm trẻ em. Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Thông tin ban đầu cho thấy giấy phép lưu thông của chiếc xe đã quá hạn.
Trong khi đó, tại Thái Lan, học sinh ở thủ đô Bangkok đã đốt sách luật vào ngày 10 tháng 3 nhằm phản đối việc các nhà lãnh đạo biểu tình bị giam giữ với tội xúc phạm hoàng gia Thái Lan. Ba lãnh đạo biểu tình ở Thái Lan bị tống giam từ ngày 8 tháng 3, nằm trong số 18 nhà hoạt động bị truy tố vì tội gây rối trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái. Đông đảo người dân Argentina tuần hành ôn hòa suốt ngày 10 tháng 3 kêu gọi giới chức phải trả lại công lý cho Diego Maradona, cựu danh thủ qua đời vào tháng 11 năm ngoái, dẫn đến một cuộc điều tra kéo dài về nguyên nhân cái chết và mối nghi ngờ liệu ông có bị chăm sóc một cách lơ là, tắc trách trong những ngày cuối đời hay không. Chuyển sang một số thông tin về kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, tập đoàn thời trang Inditex của Tây Ban Nha, chủ sở hữu của thương hiệu Zara, đã không thể thoát được cơn bão tài chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, lợi nhuận ròng công ty đã giảm 70% trong năm 2020, xuống còn hơn 1 tỷ euro, tương đương khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân là do các biện pháp phong tỏa và người dân châu Âu hạn chế mua sắm vào cuối năm ngoái. Hôm nay ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo sẽ hỗ trợ 50% giá vé của 800.000 chuyến bay nội địa trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7 nhằm thúc đẩy du lịch. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho hãng hàng không Qantas và Virgin Airways trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10 khi các chuyến bay quốc tế dự kiến được nối lại. Vẫn là một thông tin liên quan đến hàng không, mới đây tập đoàn đa quốc gia General Electric GE có trụ sở ở Mỹ thông báo đã nhất trí thỏa thuận sáp nhập trị giá 30 tỷ đô la Mỹ giữa công ty cho thuê máy bay GECAS thuộc tập đoàn này với Aircap của Ireland trong bối cảnh lĩnh vực hàng không sụt giảm mạnh do đại dịch. GECAS có hơn 1.650 máy bay, trong khi Aircap sở hữu quản lý hoặc đặt hàng trên 1.300 chiếc. Mới đây, thì Ngân hàng Đầu tư Đa quốc gia Goldman Sachs cho biết sẽ đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến 1 triệu phụ nữ da màu trong 10 năm tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm và giáo dục. Năm ngoái, Goldman Sachs đã thành lập một quỹ gồm 10 triệu đô la Mỹ nhằm thúc đẩy bình đẳng chủng tộc. Bên cạnh đó, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các nhà sản xuất thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác nhóm OPEC cộng sẽ cố gắng đảm bảo không có biến động mạnh về giá dầu, đồng thời nhận định mức giá hiện nay đã phần nào phản ánh sự cân bằng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Phát biểu tại họp báo chung với người đồng cấp Ả Rập Saudi, Ngoại trưởng Nga nêu rõ Nga và Ả Rập Saudi có kế hoạch phát triển hợp tác trong nhóm OPEC cộng. Ngọc Mai vừa điểm qua tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Để tiếp tục bản tin, xin mời quý vị đến với phần 2, điểm nóng và từ khóa trong ngày. Thưa quý vị, Trung Quốc không ngừng những hành động thách thức Đài Loan như việc điều chiến cơ xâm phạm vùng ADIZ của hòn đảo, còn bao biện những chỉ trích của Washington đối với Bắc Kinh là cái cớ để Mỹ gia tăng lực lượng quân sự ở khu vực. Trước sức ép từ Trung Quốc, Đài Loan không muốn mình trở thành một con nhím dễ xơi. Tờ Forbes mới đây đã nói về khả năng của Đài Loan trong việc đánh chìm hạm đội tàu tấn công của Trung Quốc, nhưng cần một số yếu tố thiết yếu, đó là gì? Hãy cùng Ngọc Mai đến với điểm nóng của FBNC hôm nay. Theo Đài Bắc, để đánh bại một hạm đội tàu tấn công của Trung Quốc, lực lượng vũ trang đảo Đài Loan sẽ cần phải đánh chìm một nửa số tàu trong đó. Thế nhưng, để đánh chìm được hàng trăm tàu chiến, đòi hỏi kho vũ khí của Đài Loan phải có sẵn không dưới 1.200 tên lửa chống hạm. Tuy nhiên, chính sự chậm trễ và trì hoãn của phía Mỹ gần đây đã khiến cho Đài Loan phải mất nhiều năm hơn nữa để có được số tên lửa họ cần. Mùa xuân năm ngoái, ông Jiang Zemin, phó giám đốc cơ quan phòng vệ Đài Loan nói rằng kho dự trữ tên lửa chống hạm hiện nay của Đài Loan không đủ để ngăn chặn Trung Quốc nuốt trọn hòn đảo này bằng vũ lực. Vì vậy, vào tháng 5 năm 2020, Đài Bắc đã tuyên bố sẽ chi 2,4 tỷ đô la Mỹ để mua tên lửa diệt hạm Harpoon từ Mỹ. Theo đó, 400 tên lửa Harpoon được phóng từ 100 bệ phóng di động trên xe tải và được 25 radar di động hỗ trợ sẽ bổ sung vào kho tên lửa chống hạm của Đài Loan, nâng số tên lửa lên 1.200. Các tên lửa Hùng Phong 2 và Hùng Phong 3 do Đài Loan tự sản xuất và các mẫu Harpoon cũ sẽ bù vào phần còn lại. Giả sử mỗi tên lửa có từ 50% đến 70% cơ hội đánh trúng mục tiêu và giả sử các đòn tấn công của Trung Quốc sẽ phá hủy hoặc chế áp một số lượng đáng kể các bệ phóng, thì 1.200 tên lửa đó đủ để đánh chìm hàng trăm tàu chiến của Trung Quốc và ngăn chặn nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thống nhất đảo này bằng vũ lực trong trường hợp Đài Bắc tính toán đúng. Tất nhiên là những tính toán này còn nhiều tranh cãi, nhưng rất có thể là Đài Loan phải chờ đến tận năm 2025 để nhận các bệ phóng tên lửa Harpoon di động trên xe tải mới. Và phải đến năm 2026 hoặc muộn hơn nữa thì đảo này mới có đủ tên lửa để trang bị cho các bệ phóng xe tải này. Kế hoạch ban đầu cho chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh là Đài Loan có được bệ phóng và tên lửa mới vào năm 2023 và 2024. Nhưng theo Up Media, sự chậm trễ của phía Mỹ và hạn chế ngân sách của Đài Loan đã khiến thương vụ này bị trì hoãn. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới kho vũ khí của Đài Loan mà còn khiến lực lượng vũ trang của đảo này chậm trễ trong việc thay đổi.
Mặc dù Đài Loan gần đây đã mua chiến đấu cơ F-16 và xe tăng M-1 của Mỹ, và đảo này cũng có nỗ lực đầy tham vọng nhằm phát triển một tàu ngầm mới, nhưng ngày nay, lực lượng của Trung Quốc tốt hơn và đông đảo hơn nhiều so với Đài Loan. Đài Bắc không còn thế kỳ vọng vào khả năng đánh bại hạm đội tấn công của Đại Lục từ xa. Nhận ra điều này, Đài Loan gần đây ngày càng đầu tư vào các hệ thống phòng thủ di động như Harpoon, một loại hình phòng thủ không quá nổi bật, có thể trụ lại sau đòn tấn công của Trung Quốc và có khả năng phục hồi sức mạnh tấn công trong vòng vài tuần hoặc vài tháng. Mục đích của việc này là để biến Đài Loan thành một con nhím khó xơi theo lối nói ẩn dụ của chính quyền đảo. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa thành một con nhím như vậy chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian khá dài nữa. Trong khi, theo một chỉ huy hàng đầu của Mỹ cảnh báo, Trung Quốc sẽ muốn nuốt trọn Đài Loan trong vòng 6 năm tới. Liệu đến lúc đó hòn đảo sẽ trụ nổi những đòn tấn công hiểm ác từ quốc gia bên kia eo biển Đài Loan? Quý vị thân mến, từ khóa trong ngày hôm nay là Roblox Stock với hơn 500.000 lượt tìm kiếm. Roblox là một trò chơi trực tuyến dành cho trẻ em và thiếu niên. Roblox đã tăng mạnh sau khi ra mắt thị trường công khai hôm 10 tháng 3 theo giờ Mỹ, khi các nhà đầu tư kêu gọi mua một phần của nền tảng trò chơi trực tuyến đã thu hút được lòng trung thành của những game thủ trẻ tuổi nhất. Roblox giao dịch với mã RBLX bắt đầu giao dịch ở mức $65, cao hơn nhiều so với giá tham chiếu $45 một cổ phiếu do Sở Giao dịch Chứng khoán New York thiết lập vào đêm thứ ba. Định giá công ty ở mức $39 tỷ. Ngay sau khi mở cửa, cổ phiếu đã tăng 47% so với giá tham chiếu. Trong thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19, hoạt động trên nền tảng đã phát triển với số giờ người chơi dành cho ứng dụng tăng hơn gấp đôi lên 30,6 tỷ. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến đã phải trả giá khi công ty chi khoảng $328.7 triệu phí cho những người sáng tạo trò chơi, tăng gần 200% so với năm 2019, dẫn đến khoản lỗ ròng $253.3 triệu. Phần 2 của bản tin đã khép lại. Xin mời quý vị đến với phần giải trí cuối ngày. Quý vị thân mến, một nhóm người đam mê khoa học viễn tưởng ở thành phố Yakutsk của Nga đã thiết kế một sản phẩm vô cùng độc đáo và thú vị. Một phi thuyền bọc giáp trữ danh của Mandalorian. Hãy cùng Ngọc Mai khám phá về điều này trong clip ngay sau đây nhé. Những người hâm mộ khoa học viễn tưởng ở thành phố Yakutsk của Nga đã thiết kế một bản sao của phi thuyền Razorcrest từ loạt phim truyền hình Mandalorian Disney Plus tại một công viên ở địa phương. Theo Ayan Fedorov, tác giả của mô hình, phi thuyền có chiều dài 14m, rộng 10m, cao 4m và nặng hơn 1 tấn. Một người bạn của ông đã phải bán một chiếc xe hơi để đóng góp vào việc xây dựng, vốn mất hơn 1 năm để hoàn thành vì bị gián đoạn do dịch Covid-19 và những khó khăn tài chính. Phi thuyền này chạy bằng pin, có thể chiếu sáng bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, trong mùa đông lạnh giá ở Yakutsk, với nhiệt độ có thể xuống dưới âm 30 độ C, các phi hành đoàn không thể lắp pin cho phi thuyền. Dù trước đó đã nhận nhiều sự nghi ngờ, nhưng sau khi hoàn thành, đã có rất nhiều lời khen dành cho dự án này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin quốc tế. Ngọc Mai cùng ekip FBNC xin chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại vào ngày mai lúc 21 giờ trên kênh FBNC.